Rồi chào bà con nghe, bữa nay giới thiệu con cái tủ hút bơm nước nè, chuyên bơm nước nè. Rồi chuyên bơm nước nè, độ cao khoảng 5 mét, xa khoảng 200 thước. Rồi tủ hút bơm nước đã đi ngang như thế này, giống như cái thổi kèn, có tủ hút của hiện tại gọi là tủ hút bơm nước đó. Đây. Rồi con gắn nguyên bộ là vậy đây. Con mua luôn vàng lát sexy đuôi tôm là vậy đây. Đó. Kích cỡ nhỏ nhất là 1 tấc. Đó, nguyên bộ nó vậy đó con. Kích cỡ nhỏ nhất là 1 tấc, tấc 2, tấc 4, tấc 6 là con đặt nha. Tùy theo nhu cầu mà con đặt. Đó là gọi là tủ hút bơm nước, chuyên bơm nước. Đẩy cao đó, khoảng 5m, đẩy xa khoảng 200m. Ống nhỏ nhất là 1 tấc. Bên em còn tấc 2, tấc 3, tấc 4, tấc 6, đẩy rồi con đặt theo nhu cầu. Thiết kế sẵn cho bà con hết rồi, con cứ vừa xài thôi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là tủ hút chuyên bơm nước. Bơm vét này, cái tủ hút này đặc biệt, tủ hút này là vét khô ao, ao luôn rồi con, vét không còn cái nước rồi luôn á. Nó bơm khô ao cho bà con luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Tu hút bơm nước. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886